Chào các bạn, mình tên là Lê Phạm Thái Vũ và vừa qua thì mình cũng đã nhận được rất là nhiều yêu cầu của các bạn là rằng mình luyện tập thì đánh bắt đầu từ đâu, bây giờ làm thế nào để mà mình có thể cải thiện được hình thể của mình cũng như là sức khỏe của mình mà không cần phải đến phòng gym. Thì các bạn nên biết một điều cơ bản là có thể chúng ta chia ra làm 3 phần. Thứ nhất là phần thân trên, thứ hai là phần cơ bụng hay còn gọi là cơ core, tức là phần trung tâm, phần cơ cốt lõi, và cuối cùng là phần thân dưới, là phần chân, phần đùi và phần gót chuối. Thì trước hết thì chúng ta sẽ bắt đầu với những bài tập rất là cơ bản nhất, và ngày hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn một bài tập cơ bản mà từ xưa đến giờ ai mình cũng biết, để cải thiện phần thân trên, để cải thiện sức mạnh thân trên cũng như là phần hình thể thân trên của mình. Đó chính là bài hít đất hay gọi là push up. Thì chắc chắn rằng cái bài hít đất hay gọi là bài chống đẩy push up này thì chắc chắn ai trong số chúng ta cũng đều biết và cũng đều làm được. Nhưng làm như thế nào để mà nó chuẩn form, để mà nó mẫu mực, để mà đúng cách và đem đến hiệu quả tốt nhất cho nhóm cơ của chúng ta và tránh những chấn thương đáng tiếc về sau, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách hít đất đúng cách. Thì ở trong cái clip vừa rồi thì đó là cách hít đất đúng cách, chuẩn mực, chuẩn form mà mình cũng hay thường tập, và tất cả những người tập chuyên nghiệp người ta cũng tập hay như vậy, để mà tập lên nâng cao sau này những động tác hít đất khó hơn và nó xây dựng cơ bắp hiệu quả. Thì khi mà các bạn nhìn vào cái động tác hít đất của mình ban nãy thì các bạn thấy khi mà mình chống đẩy thì cái thân người mình từ trên xuống dưới phải trên một đường thẳng, cái lưng mình cũng phải trên một đường thẳng, xuống cũng thẳng mà lên cũng thẳng, xuống cũng vậy mà lúc mà trở về cũng vậy, chứ không có phải là xuống mà nó bị uốn sóng như vậy nha các bạn. Đây là cách hít đất sai nè. Đó, các bạn thấy như trong clip vừa rồi thì hít đất nó là không có đúng, là như thế này, thay vì lưng trên một thẳng, xuống cũng thẳng, lên cũng thẳng, giữ cho cái lưng mình, giữ cho cái cột sống mình thẳng, và lúc nào mình cũng phải gồng, lúc nào mình cũng phải gồng cái lưng của mình lên hết, đẩy hết vai lên. Đó, thì như vậy trong clip nãy thì nó dập dìu rồi, thấy không, cái lưng nó không có cố định, xuống cái là bị võng, lên cái là nó bị nhõng mông lên liền, không được nhô cao quá, không được nhô mông cao quá, mà cũng không có được võng quá. Đó, giữ cho lưng thẳng, rồi xuống lên, xuống lên, xuống lên, xuống cũng thẳng, lên cũng thẳng. Còn cách hít thở thì như thế nào, mình sẽ theo quy tắc là hít bằng mũi và thở bằng miệng. Bất kỳ động tác nào của thể dục cũng như vậy hết cả, hít bằng mũi, thở bằng miệng, xuống hít, lên thở, xuống hít, lên thở. Đó, hít bằng mũi, thở bằng miệng nha các bạn. Đó, đừng có nín thở. Thì cái nguyên nhân của cái việc hít thở này là vì khi mà mình tác dụng công, mình tác dụng lực, là khi mình dùng lực đẩy nè, mình đẩy lên, là lúc đó là mình tác dụng công, đúng không? Khi tác dụng công thì mình phải thải ra, mình phải thở ra. Đó, tác dụng công, thở ra. Rồi lúc mà hít vào thì mình không có tác dụng công nhiều nữa, thì mình phải hít vào, hít vào mũi, rồi lên thở, hít mũi, thở miệng. Đó. Còn bây giờ là về cái cách đặt tay, mình sẽ đặt tay như thế nào để mình hít đất. Thì 5 ngón tay mình dang rộng ra. Đó, 5 ngón tay lúc nào cũng phải banh rộng ra hết, để mình bao trùm lấy cái mặt đất. Đó, banh rộng ra. Đó, hấp xuống đất. Còn tay thì tay mình rộng hơn vai một tí xíu, không có khép quá, mà cũng không có bằng vai, mà rộng hơn vai một tí xíu. Còn lúc mà mình hít xuống thì cái khuỷu tay mình sẽ đưa về sau, cái khuỷu tay sẽ đưa về sau, chứ không có banh ra, không có banh ra như thế này. Giống như là mình hay thấy cái cách sai đó, là các bạn hay bị banh cái khuỷu tay ra như thế này nè. Thì như vậy á, cái áp lực nó sẽ dồn thẳng xuống và nó sẽ không có đều nè các bạn, thấy không? Thì giờ lâu dài nó sẽ ảnh hưởng tới cái khớp khuỷu tay, cái cùi chỏ của mình. Đó, nên là lúc hết hướng cái cùi chỏ ra đằng sau. Đó, đó, lúc nào cũng phải song song với cái thân mình như vậy hết. Đó, thì nó mới tác động được vào cái tay sau, vào vai, vào ngực.
Còn thêm một điều nữa là lúc mà mình hết xuống thì lúc nào mình xuống cũng phải xuống cho hết, xuống để ngực chạm sàn luôn càng tốt, ngực chạm mặt đất luôn, rồi chạm hờ thôi các bạn, chứ không phải là mình đặt nguyên cái người mình xuống, mình nằm xuống luôn nha. Vậy là nghỉ rồi. Rồi ngực chạm sàn, rồi đẩy lên lại, đẩy duỗi thẳng tay ra, duỗi thẳng tay ra. Nhưng mà nhớ cũng lúc nào cũng phải giữ cho cái thân người thẳng hết, xuống hết, rồi lên đẩy thẳng cùi chỏ ra, phá khớp của mình luôn đó. Đó, xuống hết lên thở, xuống hết lên thở. Lúc lên nè, lúc lên cùi chỏ thẳng đúng không, vai mình đẩy nữa, vai mình đẩy lên hết, vai mình đẩy lên hết đó, vai mình đẩy lên hết. Rồi lúc xuống, lúc xuống mình thụt cái vai vào, rồi mới co cùi chỏ đó, xuống hết vậy đó, thì nó mới vào cái xô lưng. Rồi lên đẩy lên, thăng cùi chỏ ra, rồi đẩy vai lên nữa. Xong. Còn mặt của mình, mặt của mình lúc nào cũng phải nhìn thẳng, cũng phải ngước mặt lên, ngước mặt lên nhìn về phía trước, không có cắm cái mặt xuống, không có cắm mặt xuống hết nha, ngước mặt lên trước rồi hít đó. Ok, thì mình đã hoàn tất xong cái phần hướng dẫn các bạn về động tác chống đẩy, push up hay gọi là hít đất cơ bản, để mà tập cho nó khỏe cái phần thân trên, phần tay sâu, phần vai, phần lưng và phần ngực nữa. Thì các bạn muốn tăng độ nặng hơn thì mình có thể hít mà mình đặt chân lên độ cao, hoặc là mình đeo thêm ba lô, hay là đặt thêm tạ lên lưng để mà mình hít, thì nó sẽ tăng cái sức mạnh cơ bắp của mình lên. Bởi vì cũng giống như tạ, tạ thì người ta đâu có chơi hoài ở một mức đâu, phải không? Thì tương tự cũng vậy, hít đất thì các bạn hít tới khi mà các bạn cảm thấy nó đã quá nhẹ nhàng rồi, nó quá dễ dàng các bạn rồi, thì các bạn phải tăng cái thử thách lên, phải làm cho nó nặng hơn để mà tăng cái khả năng chịu đựng của mình, mà vừa làm cho cơ bắp phát triển nữa đó, sức mạnh mình tăng nữa, thì mình chỉ có cách tăng độ nặng thêm thôi. Chẳng hạn như qua hít đất một tay, hay là qua chồng chú hít đất, hay là qua lunge push up cũng vậy đó, nó nặng thêm. Nhưng mà điều trước hết thì các bạn phải hít đất được chuẩn form như vậy đó. Hít khi nào mà cảm thấy mình nhẹ nhàng rồi thì bắt đầu mình sẽ qua những cái biến thể của hít đất khó hơn và nặng hơn đó. Còn các bạn hỏi mình thì một ngày mình nên hít bao nhiêu cái đất, thì cái đó tùy vào khả năng của bạn. Nhưng mà theo như mình thấy, để mà hiệu quả thì một ngày nên hít trên 200 cái hít đất, mình chia đều ra. Thì cái đó là chuyện của các bạn, nhưng mà làm sao cho tròn hết cả một ngày là phải 200 cái hít đất đó, là cái đó yếu tố cơ bản chứ đó. Các bạn làm như vậy khoảng trong vòng một tháng đi, rồi sẽ thấy được sự khác biệt. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi clip hướng dẫn hít đất đúng cách của mình. Thì lần sau mình sẽ hướng dẫn cho các bạn động tác squat, hay là những cái bài phối hợp cơ bản để mà các bạn tập cải thiện sức khỏe, cũng như là cải thiện vóc dáng. Thì chúc các bạn thành công.